Chào Hương. Hello. How are you today? Cô được ăn đi uống cốc nước ạ. Okay, how are you today? I am good. And you? You are good. I'm happy. Okay, so what time do you have dinner today? I have dinner at 6 o'clock. At 6 o'clock. Okay, good job. And now, who cooks your dinner? My mother. Your mom cooks your dinner. Okay. And what did you eat? I eat What? I eat I eat Really? Really? What else? I would eat a noodle. Noodles. Okay. Hôm nay mình vào bài học cho cô luôn nha. That's going for you today. Sao nhà chị Đức ổn đấy nhỉ? Em con đang xem TV. Thế à? Tại cô thấy nhiều tiếng ồn quá. Ok. Mai mình sẽ học lesson 3, unit 7. Ok. Có một số từ như sau. Nào. Gì nhỉ? Chị Đức học ở lớp rồi đúng không? Thì making models là gì? Making models. Làm mô hình. Làm mô hình đúng không? Nào, making pottery là gì nào? Làm gốm ạ. Okay, good job. And carving wood. Carving wood. Carving wood là cái gì nhỉ? Mài gỗ. Chạm khắc gỗ đúng không? Okay. Chạm khắc gỗ. Okay, good job. And ice skating. Ice skating là gì nào? Là ice skating là trượt băng. Okay, good job. So number one, I met the activities with the picture. Rồi bài này mình sẽ gì nhỉ? Met the activities with the pictures là gì? Nối các hoạt động với cả các bức tranh. Thì thay vì nối thì bài này chỉ Đức hãy write your answer under the picture. Nên cho cô các hoạt động dưới các bức tranh này. Okay, so are you ready? Yes. Okay, now write it for me. You finish? Yes. Okay, I can check your answer. Number one is carving wood, good job. Making models, ice skating, dancing and making pottery. Okay, good job. Now. Number two. Okay, exercise number two. What do you think about the hobbies in exercise one? Look at the table below and tick the boxes. Bài này là gì nhỉ? Chị Đức hãy tích vào, tích cho cô xem là chị Đức cảm thấy các cái hobby này nó như thế nào. Nó boring, nó unusual hay là nó interesting. Ok? Nào, let's do it based on your opinion. Ok, tick the box.
tích cho cô xem nào. Ah, interesting. Ice skating. Okay. Oh. Okay, all of them are interesting. Okay, thank you. Next. Okay, now. What do you think about the hobbies in one? Look at the table below and tick the boxes. Then complete the sentences below by writing one reason to explain the choice. Now, mình sẽ hoàn thành các câu này bằng những cái sự lựa chọn vừa nãy của Chí Đức. Okay. Now, number one, I find making pottery unusual, interesting. Okay, unusual, interesting, or boring. What do you think? Interesting. Interesting. Okay, so tell me why. Tell me your reason. Tại sao lại interesting nhỉ? Tại sao Chí Đức nghĩ là làm gốm thú vị? Interesting. Because because gì nhỉ? For example, ví dụ nhá, because you can create beautiful business. Okay. Okay, you can, yeah. You can do creative works. Bạn có thể tạo ra những sản phẩm sáng tạo chẳng hạn, đúng không? I find making pottery interesting because you can do creative works. Okay, so what about dancing? What do you think? Boring. What do you think about dancing? It's boring. You think dancing is boring? Why? What do you think is boring? Because? Because I dance so bad. Because I dance so badly. Okay. What about ice skating? What do you think? Cái con trượt băng thì sao nhỉ? What do you think? Interesting. Interesting. Không phải interest nhé. Interesting. 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 Because you can skate in the ice. Really? Because you can skate in the ice, vì bạn có thể trượt trên băng á. Can you can skate in the ice? Okay, what about number four? Making models. Interesting. Interesting. Okay, so. Okay, so tell me the reason why. Because you can collection. You can collect. Collection là danh từ. Collect là động từ. You can collect. Collect any models. Model. Any model. Okay, I think making model is interesting. Because you can collect any models. Okay. What about number five? Carving wood. Tell me your opinion.
Chị Đức nghĩ là việc chạm khắc gỗ nó boring, nó interesting, nó ăn yêu vừa hay là nó difficult? Okay, what do you think about carving oak? Chị Đức nghĩ là cái việc chạm khắc gỗ có khó không? Hay là easy? Difficult or easy? Okay, so can you tell me your opinion? Ah, you think it's boring. Why? Why do you think it's boring? Because carving wood is difficult. Ah, because it's difficult to do, đúng không? Tôi có thể là it's very difficult to do. Okay, thế thì mình sẽ có cấu trúc gì nhỉ? Subject này, with five, hoặc là doing something, or doing something, the adjective và subject, the thing. Doing something. Trao bổ giúp cô nhé. Is cộng với attractive. Chúc em bổ ngoặc cho cô có thể có giác này. That. Ok, nào bây giờ giúp cô nào. S cộng five hoặc là doing something cộng với attractive. Và S cộng với thing mở ngoặc that. Something, doing something. Is cộng với attractive. Tôi thấy cái gì đó như thế nào? For example, I find ice skating interesting. Tôi thấy việc trượt băng rất là thú vị. Hoặc là I think that dancing is boring. Tôi thấy việc nhảy múa khiêu vũ là rất tẻ nhạt. Ok. Do you finish? Yes. Okay. Now, give me some example about cooking. What do you think about cooking? Okay, give the structure and talk about cooking. I think cooking is interesting. I think cooking is interesting. Okay, good job. So, what about football? What do you think about football? Bóng đá thì sao nhỉ? I find football is playing football. Playing football is interesting. Đối với cấu trúc này thì mình không có y cho cô mà mình sẽ ghi luôn tính từ ở bên dưới nhá. Interesting. I find playing football interesting. But I think thì mới là is interesting. Okay. Next. Now, read about Nick's father's unusual hobby and answer the question. Okay, so đầu tiên thì, okay, first of all, you need to read all of the paragraph for me now.
Say it out loud. Đọc cho cô cả bài này nào. Đọc to nào. Say it in English. My father has unusual hobby carving Excel as everyone now. Everyone knows. Eggshells are Very fragile. No. Fragile. My dad can make beautiful piece of ash from empty shell. It's amazing. He started the hobby 5 years ago after a trip to the US. US now. To the earth, to the US. US ở đây là nước Mỹ ấy. United States, to the US. To the United States, a state where he saw some covered Excel in an art gallery. My father did not go to a class to learn how to create. He learned everything from the internet. Some people say that this hobby is difficult and boring, but it isn't. All you need is time. It may take 2 weeks to computer on sale. Computer là máy tính á? Complete. Uh-huh. Complete. I find this hobby interesting. Because covered Excel unique gift for family and friends. I hope that in the future. A future how he will teach me how to do Excel carving. Oh my god. What's wrong with your pronunciation? Now, cấu trúc mà nãy mình học là gì nhỉ? I find this hobby interesting, đúng không? I này, cộng với find này, cộng với cả something đúng không? Hoặc là doing something và cộng với tính từ, cộng với adjective. Tôi thấy cái gì đó như thế nào, đúng không? I find this hobby interesting. Cái sở thích này rất là thú vị. Ok, thế thì bây giờ sẽ có từ mới ở đây là từ gì? Đây là từ gì nào? Chị Đức có biết không? Dễ vỡ. Dễ vỡ, từ đọc là gì? Fragile. Ok, nào bây giờ mình dịch cho cô bài này luôn này. Bắt đầu dịch nào. Bố của tôi có một sở thích bình thường. Bình thường á? Really? Mình có từ usual là thông thường, bình thường, còn unusual là gì? Không bình thường. Một sở thích lạ thường. Ok. Carving eggshell. Carving eggshell. Cái này điêu khắc vỏ trứng. Carving eggshell, điêu khắc vỏ trứng. Good job. Next. Gì nữa nhỉ? As everyone knows. Nghĩa là gì? Như mọi người đã biết, đúng không? Như mọi người đã biết. Eggshells are very fragile. Nghĩa là gì? Vỏ trứng rất là dễ vỡ. Rất là mỏng manh. Bố của tôi có thể làm đẹp dễ. Make beautiful pieces of art là tạo nên những gì nhỉ? Tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp từ empty eggshells là gì nhỉ? Empty là gì? Empty eggshell là gì? Từ những vỏ trứng. Empty là gì? Viết vở cho cô nha. Empty là trống.
hoặc là rỗng, từ những vỏ trứng rỗng. Hoặc là mình có từ gì nhỉ? An empty house à? An empty house là vườn không nhà trống. Uh-huh. Ok, từ những vỏ trứng rỗng này. It's amazing. It's amazing là gì? À, nó thật tuyệt vời. Ok, he started the hobby 5 years ago after a trip to the US where he saw some carved eggshells in an art gallery. Câu này nghĩa gì nào? À, anh ấy đã bắt đầu sở thích này từ 5 năm trước. Good job. Next. After a trip là gì? I know. After là gì? After. Kia vở cho cô nha. Mình có từ a trip là một chuyến đi. After a trip là sau một chuyến đi. A trip là chuyến đi. After a trip to the US, sau một chuyến đi đến nước Mỹ. After a trip to the US, where he saw some carved eggshell in an art gallery. Câu này nghĩa gì nhỉ? Ở đâu đó anh ấy đã nhìn thấy gì nhỉ? những vỏ trứng đã được chạm khắc trong một bảo tàng nghệ thuật. Bảo tàng nghệ thuật hoặc là phòng trưng bày nghệ thuật. Nào tiếp này. Bố của tôi không đi đến các lớp học điêu khắc nào. Để học cách điêu khắc. Điêu khắc nào. Anh ấy học tất cả. Học mọi thứ. Học mọi thứ trên Internet. Good job. Next. Some people say that. Gì nhỉ? Some people say that là gì? Mọi người nói. Mọi người nói rằng sở thích này nó vừa khó và chán. But it nhưng isn't. Nhưng nó không phải. Nó không phải như vậy. Ok, next. All you need is time. Nghĩa là gì nhỉ? Bạn có thể dành tất cả thời gian. No, nghĩa gì nhỉ? Một vài người nói rằng cái sở thích này thì rất là khó và buồn chán, nhưng mà sự thật thì không phải như vậy, đúng không? All you need is time. Tất cả những gì các bạn cần làm là thời gian, đúng không? Now, it may take 2 weeks to complete one shell. Câu này nghĩa gì? Nó làm. May take 2 weeks. Nào, nghĩa gì nhỉ? Có thể gì? Mất đến 2 tuần, đúng không? Để hoàn thiện một cái vỏ trứng. May take 2 weeks to complete one shell. Hoặc là ví dụ như là Trí Đức sẽ phải mất cả đêm để hoàn thiện bài tập chẳng hạn. Mình có thể nói it may take one night to complete my homework. Okay? I find this hobby interesting. Câu này nghĩa gì? Tôi nghĩ sở thích đó thú vị vì những vỏ trứng đã được chạm khắc có độc đáo, là những món quà độc đáo, đúng không? A unique gift, món quà độc đáo tặng cho gia đình và bạn bè. Ok, good job. Now next. Hopefully. I hope that in the future. Câu này nghĩa gì nào? I hope là gì? Tôi ước. Tôi hy vọng.
Tôi hy vọng trong tương lai anh ấy có thể trở thành bố mà. Ông ấy có thể trở thành một người, ông ấy có thể dạy tôi cách cách khắc chạm khắc vỏ trứng. Ok, good job, thank you. Nào bây giờ mình sẽ đi vào phần làm bài tập giúp cô nha. Ok, now question number one. Why does Nick think his father's hobbies are unusual? Okay, do you remember the reason why Nick thinks that his father's hobbies are unusual? Chị Đức còn nhớ tại sao không nhỉ? Tại sao mà Nick vì okay, because đây, okay, now look at the paragraph and tell me. Because some people say that this hobby is difficult and boring. Really? Thì nhỉ? Tại sao Nick nghĩ rằng là cái sở thích của bố cậu ấy không được bình thường đúng không? Hơi bất thường chút. Tại vì sao nhỉ? Because eggshells are very fragile and his brother can make beautiful pieces of art from empty ones. Nick cảm thấy rằng là sở thích của bố mình bất thường là bởi vì những cái vỏ trứng này rất là dễ vỡ đúng không? Nhưng mà bố của cậu lại có thể làm nên những tác phẩm rất là tuyệt đẹp từ một cái vỏ trứng rỗng. Now, number two, where did his father see the cars excel for the first time? Do you remember where? Gallery. He saw the car excel for the first time in an art gallery in the US. Now, number three, how do some people find this hobby? How do some people find this hobby? Either a hobby difficult and boring. Good job. They find it difficult and boring. Okay, and how about the last one? Does Nick like his father's hobby? Yes, he like. I know he do. Yes, he does. He does. Yes, he does. Okay. Okay, now, number three. Read the sentences below and use no more than three words from the text to complete them. Now, mình sẽ điền các từ thích hợp vào chỗ trống giúp cô. Number one là gì? Carving eggshell. Okay, good job. Number two. He took up this hobby when he came back home from. From từ đâu nhỉ? Mình có từ took up là gì? Took up. Take up. Take up something. Nghĩa là gì? À, cái này nên nhớ là cái gì nhỉ? Là gì đấy? Okay, try to remember. Take up là cái gì? Take up. Là gì? Bắt đầu. Chăm sóc hả cô? No, bắt đầu làm một điều gì đó. Hoặc là gọi là gì nhỉ? Bắt đầu một thú vui. Phân số 2/3.
Các bố giúp cô nhé. Take up vâng. Now, he took up this hobby. Ông ấy bắt đầu cái sở thích này when he came back home from, khi mà ông ấy trở về nhà từ từ đâu nhỉ? US. From the US, đúng không? The US là the US. US đây là viết tắt của the United States, đúng không? Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nước Mỹ. And number three nào, he learned to carve from, anh ấy học điêu khắc từ đâu nhỉ? From the internet. Yeah, from the internet. And number four, next thing you can learn to carve if you have. Nick nghĩ rằng là bạn có thể học cách điêu khắc nếu bạn có, bạn có cái gì đó, có cái gì đó. Oh, yeah. You have this time. Yes, don't you miss a time if you have time. And number five, carved eggshells can be used at the gì đó for your family and friends. Now it is very easy. Can be used the gift, đúng không? Gifts là gì nhỉ? Carved eggshells, cái việc chạm khắc trứng có thể được sử dụng như là những món quà để tặng cho người thân và bạn bè. Okay. Number five. Okay, some question for you today. Can you tell me what is the name of your hobby? What is the name of your hobby? My hobby name is The name of my hobby is okay, can you think about the hobby that you like? I play the mobile game. Mobile game? Really? Mm-hmm. Okay, so you should say playing my mobile game is my hobby. Right? Oh my god. Okay, now number two. When did you start your hobby? That hobby is a. Gì nhỉ? Từ lúc nào? Mình có thể nói là từ 2 năm trước chẳng hạn. Thì mình nói như nào nhỉ? 2. À kia nhỉ? 13 năm là 3 năm 8 à. 8 years ago. I started my hobbies 8 years ago, hoặc là I have started my hobby for 8 years, hoặc là 8 years ago. Nếu mà mình dùng thì quá khứ. Okay. And number three, is your hobby easy or difficult? My hobby is difficult. Your hobby is difficult. Why? Why do you think it's because, because you need a skill. You need some skill to win, right? Yes. Okay. And number four, is your hobby useful? Why not? Useful là gì ạ? Yes. You think it's useful, so why not?
Why? What do you think is skillful? Because you can gì nhỉ? Relax, đúng không? Bạn có thể thư giãn. You can relax in your free time. Because you are training your brain. Your speed for hand. Cái gì cô không hiểu? I don't know. Luyện phản xạ tay cô. Luyện phản xạ tay á? Oh my god. And number five, do you intend to continue your hobby in the future? Do you intend to continue your hobby in the future? Còn tiếp tục trong tương lai không? Bạn có ý định là tiếp tục cái sở thích đó trong tương lai hay không? Okay, so do you intend to continue your hobby in the future? Yes. Yes. I do. Yes, I do. Yes, I do. I do. Yes, you do. Okay, so can I ask for your reason? Why do you want to continue your hobby in the future? Why? Tại sao lại muốn tiếp tục cái sở thích đánh điện tử nhỉ? Maybe it's affect the yes I do, but cái gì nhỉ? But I play less than Okay, so how many hours do you spend for playing computer games every day? How many hours? 2 hours. Only 2 hours. So you think is it much? Chị Đức nghĩ thế có nhiều không? Yes or no? No. Okay. So how often do you surf the internet? How often do you surf the internet? How often là gì? Có thường. Cái tần suất surf internet. Như nào nhỉ? Usually, often, always, or rarely? Every day. Every day. Okay. So So do you use some social platform like Facebook, YouTube, Twitter, or something like that? Facebook con bị lock rồi cô ạ. Anh bị lock rồi á? Why? Không đăng nhập trong vòng 30 ngày thì Facebook nó khóa luôn. Okay, so so what about Twitter or YouTube or Instagram? Con có tạo Twitter nhưng mà con không hay dùng lắm. So what do you do? Cái này tính nhanh quận 5 phần 8 thì số viên bi là sẽ phải ra ngoài trước là 2 cái kia phần 8 ấy, là chỉ số viên bi mà tất cả thì chọn cái số mẫu số lớn nhất. Okay, so what do you often do when you surf the internet except for playing game? I serve an event in the game, documentary này, gì nữa nhỉ? Với cả cái gì? Documentary, document, tài liệu á? Vâng, tài liệu về mấy cái vụ đang hot hot trên mạng ấy cô. Okay, so do you often watch movies?
Do you often watch movie on the internet? On the internet? Yes. Yes. Okay. So, can you tell me or recommend some movies or films for me? Chiếu thứ nhất có rồi ạ. Chiếu thứ hai chưa ạ? Mình đã. Yeah. Yesterday, in the evening, I watching a movie Annabelle. Annabelle. Oh my god. I watched it, đúng không? I watched the movie. Hmm? The movie named Annabelle. Okay, what else? Marvel, the Endgame. Ah, the Endgame. I like that too. Mm-hmm. I watch it on the cinema with my friends. Okay. Mm-hmm. Okay, so it is the end of our lesson today. Thế là kết thúc bài hôm nay thì cô sẽ gửi bài tập về nhà sau nhé. Mm-hmm. Okay, so okay, so what do you do after our lesson? No. You do nothing. Không làm gì cả. Sau khi học xong thì chỉ được đi làm không. Con tưởng cô hỏi là có câu hỏi gì về bài học không? No. I ask you like what do you do after our lesson? Sau khi học xong bài học này thì I do homework. Ah, you do homework And play computer games, and, right? No. I learn. Cái đấy thì con chỉ chơi thứ bảy với chủ nhật thôi. Okay, you only play it on Saturday and Sunday. Okay, on the weekend. Okay. I am learning đề cương history. Okay, so okay, so goodbye and see you again. Goodbye and see you again. Nhân cho chí là you on mình giúp gọi được sao. Okay. Rồi mình lấy 9 x 6.